Rồi, em Quốc Hùng Olo Bình Định xin kính chào tất cả các anh em. Thì trong clip này thì em xin giới thiệu với anh em về chiếc đáy có thương hiệu nổi tiếng của hãng Crown và được xuất Nhật. Đây là nó không được đánh làm logo là Ancron, con mã model là C2000TX, là dòng lái 2 kênh, là dòng lái 2 kênh nha anh em, được xuất sang thị trường Nhật. Chiếc đói được thiết kế rất là hàm hố nha anh em, rất là hàm hố và nó mang tính chất là cái vẻ đẹp rất là đẹp cho anh em trưng bày nha, rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp. Thiết kế phần lưới sắt này trống để cho nó tạo nhiệt được cái những cái quỹ công suất bên trong, và nó sử dụng là một cái tăng phô rất là bự nằm ở đây. Anh em có thấy tăng phô rất là bự nha, cực kỳ là bự luôn. Mở đầu chương trình thời sự ngày hôm nay là một thông tin y tế đáng chú ý. Xin lỗi anh em nhé. Mới nhập mạng nên là nó có quảng cáo. Rồi đi vào bên trong cái phần ruột gan của chiếc đáy C2000TX này thì bên trong nó là gồm nó chạy 24 con sò Mexico. Đó, anh em có thể thấy nha, tất cả còn rất là mới nha anh em. Đó, hàng này thì em chưa vệ sinh nha, nhưng mà anh em có thể thấy là nó còn cực kỳ là mới và sạch. Hàng này là hàng tồn kho, anh em lập về để phân phối cho anh em. Anh em thấy mỗi vế của nó là 12 con đó, anh em thấy nha, 12 con so với Mexico. Tất cả còn riêng bán cho anh em là 1194 này đó, bên này là 1194, tất cả đều là 1194 hết nè anh em. Sò chiếc là anh em thấy còn rất mới không? Đây là với công suất của nó này, với công suất của nó nha anh em, với tản nhiệt, tản nhiệt và nằm phía dưới cái sò và cái thép tản nhiệt này thì nó là một cái với công suất được tích hợp những linh kiện cao cấp nhất để cho ra cái tác âm tuyệt hay. Và điều đặc biệt nữa là dòng này thì nó quạt, nó là quạt cảm biến từ như anh em, cảm biến nhiệt chứ, xin lỗi nè, quạt nó là quạt cảm biến nhiệt, nên là anh em mở lên, khi anh em mở lên, khi mà máy nó nóng lên thì quạt sẽ chạy nha. Còn khi anh em chưa mở lên mà chưa đủ độ nóng của công suất thì quạt nó sẽ đứng im, nên là nó anh em nghe nhạc cực kỳ là êm. Và dòng quạt này thì nó chạy cũng rất là êm nha, nó không những giống như những cái đời như là Crown Microtech, Crown Comtech hay là Microtech nha anh em. Đó, những cái con mà mặt trắng với lại mặt đen đó, con xe hậu nó sâu đó thì nó chạy quạt rất là ồn, chạy quạt rất ồn nha. Điều đặc biệt con này thì nó được tích hợp ở chỗ đó, tích hợp ở chỗ là quạt được cảm biến nhiệt, khi mặt nóng lên thì nó sẽ quay và khi mà chưa đủ cái nhiệt độ nó thì nó sẽ không quay. Nên anh em nghe nhạc là rất là tuyệt vời. Và chất âm của cái dòng Ancron C2000TX này thì nó được tích hợp các cái linh kiện cao cấp, nên là cho ra chất âm cực kỳ là hay, chi tiết tách bạch cả ba giải. Tí em sẽ test cho anh em nghe chất âm của nó, và chất âm nó thì nó
em test trực tiếp lên con đói luôn nha, không thông qua rời nha anh em, thông qua rời quay qua quang đó, nên là anh em sẽ nghe được cái chất âm của cái con xe 2000 TX này. Rồi đèn sau của nó thì gồm đường vào thì gồm cổng Canon, đường vào này thì nó tích hợp 2 trong 1, đó là cổng Canon và Rexoli luôn đó. Thì anh em nào chơi Rexoli anh em nào chơi cổng Canon thì vẫn ok nha. Trạm lo thì vẫn có trạm lo thông thường thông dụng cho anh em chơi, hoặc là trạm lo chuyên nghiệp đó, chuyên nghiệp thì anh em chơi thì tránh ở đây, em ở đây nha. Và dòng này là dòng xúc Nhật nên là nó dư sử dụng điện là 100V và công suất là 1200W nha nè, 600W trên một kênh, công suất ra lò đó 600W trên một kênh, mắc in chiếu đa, mắc in chiếu đa nha nè, hàng Mỹ nồi, hàng Mỹ xúc Nhật. Và dòng Mỹ sản xuất thì anh em biết rồi, cho chắc ăn cực kỳ là tuyệt vời và cực kỳ tuyệt vời và nó rất là mạnh mẽ. Cái này thì anh em có thể ghép thêm một con quang nữa, hoặc một quang và một mic nữa thì anh em chơi karaoke cực kỳ thoải mái. Và giá của sản phẩm này thì nó rất là mềm nha nè, nó về chất âm và cái công suất của nó thì nó ngang ngửa với là cái con crow 2004, nó ngang ngửa crow 2004, nhưng mà nó chất âm nó lại là, nhưng mà giá thành nó lại là rẻ hơn, rẻ hơn rất là nhiều so với 2004. Tới nữa em sẽ có clip test cái con bao 2004 và để cho anh em so sánh về chất âm của hai cái con đói này. 2004 thì em đang còn một con. Rồi giờ thì mời anh em thưởng thức chất âm của nó đi. Giá thì là 8,5 triệu nha anh em. Giá đã bao gồm phí ship cho anh em, cực kỳ là tốt. Mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ với em qua hai số tôi trên màn nha. Thank you.
thì anh em cũng vừa nghe qua một cái đoạn nhạc, cảm thấy chất âm của chiếc đời Apron C200X này thì nó âm thanh nó rất là chi tiết nha, là và tất bật cả bao giờ chứ không phải là nó bị bờ nha, nó rất là trong trẻo luôn. Rồi thì giá nó thì em cũng ra thông báo cho anh em, giá 8,5 triệu bao ship toàn quốc cho anh em, thì anh em nào yêu thì lựa chọn cho mình những sản phẩm nha và bên em cung cấp cho anh em nha, giá cực kỳ là tốt. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn anh em ở video sau.